nhiều quá trời rồi. Cậu tiếp cậu cho bác. À, ừ, sao sinh nhật em ăn nhiều lần vậy? Thì đó. Em có nhiều tiền, mua ăn nhiều lần. Chị cuốn là bữa nay ăn nữa. Bữa giờ là của anh Hồng Đại. Áo hồng đại chắc không có tiền áo đen. Áo hồng đại còn hôm nay mang về áo đen nè. Dạ áo đen tặng nó. Rồi đeo nhẫn của lớp đánh kim sa đứng bên kia kìa. Sao lại quay á? Rồi gì nữa ta? Chuyện cuối cùng đúc sau lưng. Ta cuối luôn đi hả? Đây là của my husband. Trời ơi, ngọc trai. Trời ơi, nè có mấy tay ngọc trai. Sao lúc cầu hôn quá vậy? Cái này nó hiểm nha, ta đeo ngọc trai bên kia. Trời ơi. Có nè, có. Hãy cổ ra, tới đây coi. Đây là một cái điểm hôn sự sao? Trời ơi. Thương sao chờ mong ngày mai ai biết ra sao người có đi xa tận phương trời nắng trong mưa tìm nhau chờ một ngày yêu thương là lời nói cho nhau một câu để từng ngày ta thôi còn trông ngóng trái tim thôi ngủ yên để từng đêm ta say triền miên biết đêm nay ngừng trôi một mình anh nơi đây vẫn thao thức yêu lắm thương lắm mà xa lắm đau lắm ai buồn cầu hôn bà ơi. Trời ơi, đi hôn thủ. Nè, cái này anh quán tặng tôi nha mọi người ơi. Cái vòng cổ kìa. Rồi, sao cái tay nhăn gì mà đeo cái vòng? Chị cũng lớn tuổi hơn ta nữa mà cái anh ta cầm anh. Thầy chồng mà, em sao vậy đi tiên à? Em ghen hả? Sinh nhật mà hôm qua đem quà tặng không có luôn. Đây của vợ chồng áo đen áo vàng. Sao áo đen áo vàng đây? Quà này là của đây áo đen áo vàng. Đó, dễ thương quá nè. Trời ơi dễ thương. Cái này ba đi lựa, ai nói là lựa. Cái này với em rồi. Trời ơi. Có cần anh giùm em không? Dạ. Có tặng không? Có tặng. Quá trời vẫn tặng. Mới nói cho kêu chắc tặng nha chị, cho em quay clip rồi đó. Ủa đang chứ là tôi không biết sẵn. Nói ra vậy tính tính chị. Ôi như nguy hiểm. Sao nó trả lời nó luôn quá đi. Đây, bà tặng một cái tôi xài mấy năm rồi. Trời ơi, hết. Nhưng mà bữa nay ăn bốn miệng ăn chứ hết nổi gì. Tôi ta không biết đeo chứ. Ủa mà em tặng rồi mà. Em tặng cái gì? Rồi đó. Ừ, có tặng rồi đó. Thì có tặng đó. Có đó. Cái gì vậy? À giấy có giấy để có gì. Bán thôi. Cái này á là ngọc trai từ cái con hào. Sao nghe hẹn vậy? Nói chung là em rất là cảm ơn mọi người. Ở đây là những người mà em quý và trân trọng và tôn trọng nhất. Em rất cảm ơn cuộc đời đã cho em những người bạn như thế này. Và em hy vọng rằng là em sẽ không làm cho mọi người thất vọng khi có người bạn như thế này. Mỗi em ước gì là em cũng đã ước hết rồi. Còn cái điều ước này em muốn cho mọi người là lúc nào cũng bình yên. Mà quan trọng là sức khỏe trong thời gian này. Giờ mãi bên nhau bạn nhé. Đĩa bị chậm. Cái con người của tình yêu ta. Ủa rồi, bị sung hơn những người khác. Ủa nói vậy thì phải cầm tay cùng nhau cắt bánh chứ. Trời ơi, sức nhờ của người ta. Cái còn từ đúng là con trai của chú. Bây giờ là thành con dâu rồi kìa xin. Cái gì nữa? Em cắt được.
cái bạn Tư rồi ngủ đi. Nhai thuốc gì tôi không biết. Còn tôi đi lớp tôi nhai thuốc chưa dài. Bây giờ đang đang nhai than đó mọi người. Đau bụng, sốt, tiêu chảy, quý vị ơi. Nhưng mà vẫn đi sinh nhật Trúc Nhân. Xin Trúc Nhân cho ăn xong. Trúc Nhân cho ra cái phòng ngồi vậy nè xin. Thì như là phụ huynh chờ học sinh vậy đó. Vậy nè. Tôi không biết chỗ này có cái gì. Có cái phòng rồi bu lên rồi. Y như họp tổ dân phố. Họp tổ dân phố. Đợi tôi được ra bụng biết cô nhập sao về. Nó giống họp tổ dân phố ấy. Thiên ba mà uống em phải đợi găng. Thật sự luôn giống ông già dễ sợ luôn á.